Yo, xin chào anh em. Hello. Tập ngày hôm nay chúng mình sẽ làm một cái thí nghiệm vô cùng là tâm linh. Hôm trước chúng mình có xem được một cái video ở trên TikTok thì họ làm cho một cái que thử thai lên được hai vạch mà không cần phải mang thai anh em ạ. Ảo diệu thôi ấy. Anh em có tin không? Làm sao có chuyện không mang bầu mà vẫn có thể lên được hai vạch? Kỳ lạ thật đấy. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem tại sao nó có thể lên được hai vạch nhé. Đây, một cái video TikTok họ sử dụng quả cà chua rồi cắm cái que thử thai vào anh em ạ. Mấy phút đầu thì lên một vạch mờ, họ bắt đầu cắm lại lần hai nhá. Đấy, lần này thì lên hai vạch luôn mọi người. Một vạch này, hai vạch này. Quả này về báo nhà hết hồn. Anh em thấy ảo diệu không? Bình thường ấy, để mà test được que thử thai lên vạch ấy thì cần phải có một người mang thai, xong sau đó là phải nhúng cái que thử thai này vào nước tiểu của người đó thì nó mới có thể lên được hai vạch. Nhưng mà đây nó cắm vào quả cà chua ạ. Cắm vào quả cà chua mà lên được hai vạch thì đúng thật là vô lý nhỉ? Tiêu tả thế nào? Nhưng mà nó chưa vô lý bằng cái clip này đâu anh em. Đây, mình cho anh em xem nhé. Đây nó còn cắm vào chai Coca anh em ạ. Hai vạch nó căng luôn. Tại sao cắm vào Coca cũng có thể lên được nhỉ? Đây người ta còn cắm vào quả chanh luôn đây nè. Đi cắm vào quả chanh ạ. Lên hai vạch không? Hai vạch. Em vẫn không tin được luôn đấy. Chính vì nó ảo như này ấy, cho nên là bây giờ chúng mình sẽ thực hành luôn anh em ạ. Để xem mà nó có lên được hai vạch thật đúng không nhá, hay là clip về chém gió. Phải đi tìm một que thử rồi đấy. Em nhìn xem hiệu thuốc gần đây. Kìa, bên đường. Mình chưa đi mua que thử thai bao giờ nha. Ôi một đống que thử thai luôn. Nhiều đấy. Vậy hỏi em là chị mua về dự trữ à? Que thử nha anh em. Ở đây đã có bạn nào test que thử thai bao giờ chưa? Hôm nay mà mình làm thí nghiệm này thành công thì mọi người có thể làm thử. Xong rồi chôn bố mẹ thử xem cho bố mẹ bất ngờ chơi. Bố mẹ kiểu tào mau ngày này lâu lắm rồi. Thì cái này nó sẽ có cái que thử thai với cả cái này. À cái này là chắc cái đựng để đựng nước tiểu với mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dùng đựng cái khác. Như kiểu que thử Covid thế nhỉ? Đây. Mấy vạch? Chưa, đã làm nhúng ở đâu mà có mấy vạch. Ô, anh tưởng là nó phải có một vạch chứ. Không, khi nào nhúng vào một cái dung dịch gì đấy bắt đầu nó mới hiện lên. Nếu mà có thai là hai vạch mà không có thai là một vạch. Ừ, thì bây giờ đầu tiên mình sẽ test thử với chanh trước nha mọi người. Đây có ba cái mà chúng mình vừa xem ở trên video. Cà chua này, Coca này, và chanh. À, thử chanh trước nào, xem chanh có lên nữa. Hướng dẫn sử dụng người ta bảo cắm lên cái vạch xanh này nha mọi người. Ui. Ok, được rồi đấy. Sau rồi mình sẽ đợi khoảng tầm 5 đến 10 phút nó sẽ cho mình kết quả. Đang lên đấy, đang lên. Đấy, đang lên rồi, xem mấy vạch. Nó hồng hồng rồi em. Anh nghĩ là trong lúc chờ đợi này mình test thêm cái khác đi. Chứ cứ đợi từng cái một nó hơi lâu. Coca tiếp theo. Sao? Nó xì hơi anh ạ. Cứ để đây đợi đi. Okay, tiếp tục nhá. Đến quả cà chua. Bây giờ chúng ta chờ 5 phút nhá. Hết 5 phút rồi, giờ chúng ta đến với que thử đầu tiên. Đây, que thử của quả chanh. Có lên không em? Đây, nó chỉ lên được đến đây thôi, cũng là một vạch thôi. Nhưng mà không hiểu có thể cái que này lỗ hay là cái chanh nó không lên. Nên là nó kiểu hơi lạ lạ mọi người ạ. Nói chung là không có vạch nào, chỉ có một vạch thôi, không có thai nha mọi người. Quả chanh này là lừa đảo, cắm vào chanh không lên được đâu nha anh em. Nào, xem chai Coca có lên được không nào. Đây, chai Coca. Lên không? Coca một vạch căng đét luôn. Coca cũng một vạch thôi anh em. Vạch rõ ràng luôn nha mọi người. Coca cũng không có thai. Video TikTok chỉ là ảo thôi, không có thai nha. Coca không mang thai được nha mọi người. Cuối cùng là cà chua. Hai vạch rồi. Ui, hai vạch á? Hai vạch thật nè. Mọi người nhìn đâu? Nhìn thấy vạch ở dưới không? Ui đây đâu, để anh cho ạ. Hai vạch rồi mọi người ơi, cái này là có thật nè. Ừ, cà chua là có thật đấy. Một vạch rõ và một vạch mờ. Lên thật anh em ạ. Anh em nhìn rõ không? Vạch nó mờ mờ thôi, nó chứ không lên đậm. Nhìn mắt thường thì rõ hơn là trên máy quay đấy mọi người. Anh em so sánh nhá. Đây là que của Coca này. Nó chỉ lên đúng một vạch thôi.
cà chua nó lên một vạch mờ mờ kìa, anh em nhìn thấy không? Thấy không? Đấy là vạch mờ của cà chua. Còn một khi đã không lên là nó như thế này, nó không lên vạch thứ hai mà nó chỉ một vạch thôi. Kết luận của thí nghiệm ngày hôm nay đó là cà chua mang bầu nha anh em. Còn chanh với cả coca ảo rồi, không có thật. Còn cà chua thì đúng thật là lên vạch, không chối cãi được. Tại sao lại thế được nhỉ? Không biết nữa, ảo nhỉ. Ảo thật đấy. Chính vì cái quả cà chua nó lên được hai vạch cho nên là chúng mình nảy sinh ra nhiều sự nghi ngờ anh em ạ. Không biết là liệu ngoài quả cà chua ra thì còn có cái món ăn nào khác mà có thể khiến được lên hai vạch không? Thì bây giờ chúng mình sẽ thử thêm. Có sữa chua này anh em. Trứng. Trứng liệu lên được không nhỉ? À biết đâu, phải thử biết được. Bởi vì trứng có thể ra con được mà. Dưa hấu cũng màu đỏ như cà chua luôn. Thử bia nhá. Xem cồn có thể lên được hai vạch không? Cả nước ớt nữa. Nước mắm đây là anh em. Quả này mà lên hai vạch thì buồn cười. Thử sờ tinh nữa. Mình sẽ thử những nước có màu đỏ. Đập hộp vào đây. Đập hộp vào nó hơi lạ. Đập hộp que thử sai. Thấm hết ra đây. Đây sẽ thử hết đúng không? Lần đầu dùng que thử thai nhiều đến mức này. Sữa chua chưa? Sữa chua mà lên thì cũng buồn cười lắm. Cắm giữa quả trứng luôn. Màu đỏ này liệu có lên không em? Biết đâu được đấy. Em phải dằm cho nó có nhiều nước nữa em ạ. Đấy, nước này nó mới ngấm được. Ok chưa? Nope. Nhìn giống nước tiểu ấy. Tường ớt. Đâu rồi? Đâu rồi? Cắm đâu rồi? Còn hai món nữa đúng không? Món này là hơi khẩm đây này. Cuối cùng sự tình. Xong. Việc của mình bây giờ là chờ đợi 5 đến 10 phút rồi xem kết quả nha mọi người. Anh nghĩ là màu đỏ nó dễ lên vạch đỏ em. Anh nghĩ nó không phải do màu đâu, mà nó sẽ do kiểu cái chất gì đó ở trong cái món đó ấy. Thì anh em biết tại sao mà khi mà chúng ta mang bầu ấy thì chúng ta test que test lại lên hai vạch không? Đây mình cho anh em biết, mình cũng chỉ Google thôi. Thì ở trên cái que test ấy đã được phủ một cái lớp kháng thể phản ứng lại với hormone HCG, tức là trong nước tiểu của một người mang bầu ấy có cái hormone HCG. Cho nên là khi mà chúng ta cắm cái que thử thai vào nước tiểu thì cái que thử thai đấy nó sẽ kiểu phản ứng lại với cả cái hormone HCG này và tạo ra hai vạch. Thì mình không biết là vừa nãy mình test trên quả cà chua nó lên hai vạch thì chắc là trong quả cà chua ấy nó có cái hormone HCG anh em ạ. Nên chỉ là cái hormone đấy nó không mạnh bằng trong cơ thể người cho nên là nó mới lên một vạch mờ ấy. Không biết là cái suy luận của mình ấy nó có đúng không. Anh em nào mà là bác sĩ hay là chuyên về cái này ấy thì comment xuống dưới đây giải thích giúp chúng mình, để cho những người như chúng mình không biết gì ấy mở mang tầm mắt hơn nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem mấy cái que mình đang ngâm nó đã lên được hai vạch chưa anh em. Ôi trời, sữa chua nó chả có gì luôn ấy. Không lên à? Ừ, em nghĩ là một phần là cái que thử thai này nó sẽ chỉ phản ứng với chất lỏng thôi, mà cái sữa chua nó chưa đủ lỏng ấy. Không lên. Ừ, không có cái biểu hiện gì luôn ấy. Tiếp theo sẽ là trứng. Trứng. Ui, trứng sao nó? Sao nó thế này nhỉ? Nó tuét hết ra. Cái này không tính là hai vạch. Một vạch còn chưa thấy đâu. Nghe này đây. Tiếp theo. Quả dưa hấu. Dưa hấu. Ủa, có gì không anh? Dưa hấu có vạch mờ ạ. Cho em xem nào. Ồ, có vạch mờ, mọi người thấy không? Đấy, nó mờ hơn cà chua một xíu. Mờ hơn cà chua. Ừ, nhưng mà vẫn là có nha. Thế chắc là dưa hấu mới chớm thai có đó mọi người ạ. Ta sẽ đến với thức uống có cồn. Ôi, bia cũng lên ạ. Ôi, đậm luôn. Ui, cái này còn đậm hơn cà chua này. Bia lên đậm hơn cà chua luôn. Thấy rõ không? Trong này thấy rõ. Anh em thấy không? Có một vạch mờ mờ này. Cái chất có cồn là cả nghĩa đen là nghĩa bóng đều có thể làm có bầu nha mọi người. Thế lại có hai món là dưa hấu và bia rồi nha mọi người. Dưa hấu có thai. Bia có thai. Có thai để lên đằng trước. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với tương ớt. À, xem tương ớt có gì không? Tương ớt không có gì. Tương tự như sữa chua, tương ớt cũng không có phản ứng gì.
Nước mắm. Ôi giời ơi, sao nước mắm nó lên màu vàng à? Ồ sao cái que này lạ nhờ? Ui từ 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 anh. Ê mọi người, que này nó lạ lắm mọi người ạ. Nó hút hết nước mắm lên đây, mọi người nhìn thấy cái màu nó đổi không? Đây soi que bên cạnh này mọi người nhìn thấy là cái màu nó khác hẳn nha. Cái này nó màu trắng nha. Cái này là kiểu màu nước mắm luôn đấy mọi người, mà không thấy màu vạch nào cả. Lại tiếp tục một đồ dùng bị loại. Cắm vào đây, biết đâu một năm sau nó có. Ứng cử viên cuối cùng. Sự tình. Ôi chào mẹ ơi. Ôi chức vô địch đây rồi. Ôi mọi người thấy gì không? Nó căng đét. Sở tinh lên vạch căng đét luôn anh em. Ôi căng đét ạ. Ui nam man nhở. Nó không còn là mờ mủng gì nữa luôn á. Cho cái tay vào này. Anh em nhìn này. Hai vạch đậm luôn ạ. Đét đẹp luôn. Sở tinh nha mọi người. Sở tinh. Hay là do sở tinh nó đỏ nên là sắc tố đỏ nó lên như này. Không ảnh hưởng gì. Cái này nó là do hormone anh ạ. Trong này có nhiều HCG à? Để em đọc thành phần trong này có những cái gì nhá. Nước bão hòa CO2, đường HFCS, đường chất điều chỉnh độ axit, hương dâu giống tự nhiên, hỗn hợp premix, taurin, caffeine, nocitol, các vitamin B3, B6, B12, chất chống oxy hóa, chất bảo quản, màu tổng hợp, bột chiết xuất hồng sâm. Nó làm gì có cái gì là HCG đâu nhỉ? Ảo thật đây. Ôi da man ạ. Lên hai vạch rõ luôn à. Anh em ơi tìm ra nhà vô địch thôi. Anh em ơi sở tinh là có thai nha. Có thai hai vạch căng đét luôn nha anh em. Không như cà chua nhá. Cà chua chúng mình cắm từ nãy giờ nó chỉ lên vạch nè. Em so sánh giữa sở tinh và cà chua. Đây, mọi người thấy sự khác biệt chưa? Sở tinh nó đậm như này cơ mà. Đâu những ứng cử viên xuất sắc nhất à? Đây, chúng mình có 4 ứng cử viên. Đây cà chua đây, cà chua đây, cà chua đây. Đây là bia này. Dưa hấu rồi. Và đây là sở tinh. Đây, dưa hấu lên mờ mờ nha mọi người. Hơi mờ mờ đây, mọi người nhìn thấy không? Đây phải so sánh giữa một cái que mà không lên tí gì nè. Que. Lấy cái sữa chua đi cho nó sạch. Sạch chỗ nào? Nó sạch cái, yên nhìn màu nó sạch ấy. Sữa chua không có một vạch nào này. Sang đây này, vạch mờ đây nha mọi người. Bia này. Đậm hơn một chút. Bia đậm hơn một xíu. Cà chua đậm hơn một xíu nữa. Sở tinh siêu đậm luôn ạ. Khỏi chỉ mọi người cũng nhìn thấy. Hôm nay thề là vượt qua kỳ vọng của chúng mình luôn ý. Mình không nghĩ là nó phản ứng với nhiều thứ như thế luôn ý. Mình còn hoang mang là cà chua nó không lên được, ai ngờ 4 món lên. Ôi trời ơi, các nhà khoa học vào giải thích ơi cái. Bây giờ anh em uống sữa tinh cẩn thận nha. Vớ vẩn uống nhiều lại mang bầu. Nhất là chị em phụ nữ. Ê có khi là bây giờ uống cái này rồi test thử. Ok anh em, sau khi hoàn thành cái thí nghiệm theo những cái video ở trên TikTok ấy, thì chỉ có mỗi cà chua là chính xác, còn chanh với cả coca kia là ảo nha mọi người, không đúng sự thật, không thể lên được hai vạch, chỉ có cà chua là một. Đến ngày hôm nay chúng ta đã khai sáng ra thêm đó là dưa hấu cũng có thể lên hai vạch, bia cũng có thể lên hai vạch, và sở tinh mới là thứ khiến cho hai vạch rõ ràng nhất. Nếu như bạn nào mà không tin ấy thì mọi người có thể về nhà thử nhá. Anh em nào mà muốn chôn bố mẹ thì hãy sử dụng sở tinh nhá. Đúng. Yeah, còn bây giờ thì bye bye.